Các nhân viên cứu trợ thu hồi các thi hài và phân phát nhu yếu phẩm cho các nạn nhân của bão Haiyan ở phi luật Tân, tên từ Tacloban. Các hoạt động cứu trợ được tăng cường trong thành phố Tacloban hôm nay, trong khi có thêm nhiều thi hài được thu hồi trong khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất bởi cơn bão Haiyan. Một máy bay quân sự phi luật Tân đã đưa các hộp thực phẩm và các bao gạo đến thành phố. Hàng chục du khách nước ngoài bị mắc kẹt đang chờ đợi tại phi trường Tacloban bị hư hại nặng nề để bay ra khỏi thành phố. Thị trưởng thành phố Tacloban, ông Alberto Homundes, cho biết họ đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các thi thể bởi vì hầu như tất cả đều nằm dưới đống đổ nát. Cách duy nhất họ có thể tìm thấy các xác chết là khi ngửi thấy một mùi khó chịu phát ra. Các quan chức ở Tacloban cho biết số người chết có thể lên đến 10.000 người chỉ riêng trong thành phố của họ, và họ đang rất lo lắng cho các khu vực bên ngoài Tacloban, nơi hiện nay các nhân viên cứu trợ vẫn chưa đến được. Trong khi đó, các nhân viên pháp y của Cảnh sát Quốc gia Phi Luật Tân đã bắt đầu quá trình xác định danh tính các thi hài. Các nhân viên cứu trợ đã bắt đầu phân phát thực phẩm và thuốc men cho các nạn nhân trong các khu vực bị ảnh hưởng. Rất nhiều người đã trở thành vô gia cư. Khoảng 660.000 người đã bị mất nhà cửa và nhiều người vẫn chưa nhận được thức ăn, nước và thuốc men. Hàng không mẫu hàm USS George Washington của Hoa Kỳ đang đi đến Phi Luật Tân để giúp thúc đẩy nỗ lực cứu trợ. Anh Quốc cũng đã gửi một tàu chiến hải quân với các thiết bị để lọc ra nước uống từ nước biển, và một máy bay vận tải quân sự được dự kiến sẽ đến trong 2 hoặc 3 ngày. Những nỗ lực cứu trợ quốc tế đã bắt đầu gia tăng tốc độ, với hàng chục quốc gia và các tổ chức cam kết hàng chục triệu Mỹ Kim viện trợ. Các hoạt động cứu trợ đã bị cản trở do các đường giao thông, phi trường, cầu cống bị phá hủy hoặc bị chôn trong đống đổ nát. Người đứng đầu cơ quan viện trợ Liên Hiệp Quốc, bà Valerie Amos, đã đến Phi Luật Tân và đã giải ngân 25 triệu Mỹ Kim từ Quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương của Liên Hiệp Quốc.